À, mạnh quá. Xin hỏi tôn giá là ai? Phủ Huyền Võ Bá Tước đa tạ ơn cứu viện của người. Khổ Đầu Hoan, tướng cướp Khổ Đầu Hoan. Khổ tiên sinh, phủ Bá Tước Huyền Võ sẽ ghi nhớ ân tình của ngài. Nếu có việc gì cần thiết, xin hãy phái người tới báo một tiếng. Ha ha ha, loại người ti tiện như ta, sao dám trèo cao tới cửa nhà hào môn như phủ Bá Tước Huyền Võ. Sau này gặp lại. E rằng Khổ Đầu Hoan chỉ là trùng hợp nghe nói có người giả mạo hắn tới lạm sát người vô tội thôi, chứ không phải đặc biệt tới đây để giúp Kim Thị. Đối với khẩu hiệu thay trời hành đạo, giết tham quan ác bá khắp nơi của hắn, thì chắc lời hứa của Kim Thị chẳng có giá trị gì. Hôm trước, nội triều thành. Sau này gặp lại. Người có thể đi, nhưng con của ta phải làm sao? Nữ nhân bên người ta có thừa, muốn nuôi sống một đứa trẻ còn dư sức. Mỹ nhân này mong là con gái. Nếu như là nam nhân, lớn lên trong đám mỹ nữ như thế, chắc con đường trưởng thành của hắn sẽ kỳ cục lắm. Bỏ đi, để ta giúp ngươi lấy món đồ đó ở trong cơ thể ra. Nếu không, một khi ngươi dùng chân khí, có thể sẽ làm nổ lớp vỏ ngoài của chúng. Ngươi chết thì không sao, nhưng con của ta không thể nào gặp chuyện được. Được. Tiếp theo, Thẩm Lãng dùng dao rạch một đường trên cơ thể của Thú Yêu Nhi, lấy ra 5 quả cầu sắt nhỏ ra. 3 quả, 4 quả. Mỗi một quả cầu nhỏ chỉ có đường kính 1 mm. 4 quả ở trên cánh tay ngươi, quả cuối cùng ở trên da đầu ngươi. Cho hết những thứ này vào trong bình sứ, tuyệt đối không được động vào. Chỉ cần chạm vào một chút thôi cũng sẽ lấy mạng của các người đấy. Vâng, làm người mà độc ác tới mức như ngươi, đúng là vô cùng hiếm thấy đấy. Đa tạ, quá khen. Đi đây. Không được, ngươi chưa được đi. Trong tay Trương Tấn có 6.000 binh sĩ, ngươi đánh không lại hắn đâu. Thế thì liên quan gì đến ta? Ta muốn người diện với ta một vở kịch, giả vờ bị ném đá nổ tung cơ thể mà chết. Tiếp theo đó, giả vờ là An Tái Thiên hội mở cổng thành. Sau đó chúng ta xông vào giết, cùng quân đội của ngươi giết vào trong. Thế này Trương Tấn sẽ mắc câu, tập kích ta từ đằng sau. Sau đó chúng ta sẽ phản công xử gọn hắn. Thật phiền phức. Nếu không nhờ ta, mạng của ngươi đã mất lâu rồi. Là ta cứu mạng của ngươi, ngươi phải trả ân tình cho ta chứ. Với lại ngươi còn cưỡng hiếp ta, chẳng lẽ không phải bồi thường à? Không thể giết Thẩm Lãng, không thể giết Thẩm Lãng. Ta không giả chết, ta không diễn kịch, ta sẽ dẫn quân đi tiêu diệt Trương Tấn luôn. Ngươi làm thế này sẽ chết rất nhiều người đấy. Chẳng lẽ mạng của quân sĩ cấp dưới ngươi không bằng tôn nghiêm của ngươi à? Ta sai rồi, vừa rồi ta không nên dừng lại, mà ta phải đi luôn. Người này quá nhiều lời, thật muốn một đao chém chết hắn. Như thế cả thế giới sẽ trong sạch hơn. Thù Yêu Nhi, ngươi thả ta ra. Ngươi điên à? Ngoài cổng thành. Khốn kiếp, ở đây cao hơn 20 mét. Cút. Mau đón lấy cô ra. Nữ nhân khốn kiếp, nương tử nói đúng, người đáng bị ngàn nhát dao băm nát. Máy ném đá chuẩn bị, tất cả quân đội chuẩn bị. Thù Yêu Nhi, hôm nay là ngày chết của ngươi. Bắn. Con của ta không sao chứ? Nữ nhân bạo long này, nào toàn là cơ bắp hết à? Lại còn không biết né ra. Ngươi không thổ huyết à? Ngươi không biết dần dần gục ngã à? Cứ thế đứng chờ ra để chịu đòn rồi ngã xuống đất à? Ngươi không đau à? Thù Yêu Nhi chết rồi. Công đánh thành lũy, cướp lấy nội triều thành chính vào lúc này. Nội ứng của chúng ta chắc đã đắc thủ rồi. Xông vào giết mau. Giết, giết. Một tòa thành khác ở nội triều thành. Tướng quân, Thẩm Lãng bị ném xuống cổng thành để đàm phán với Thù Yêu Nhi thôi. Thẩm Lãng đàm phán thất bại, bị Thù Yêu Nhi ném xuống rồi. Thẩm Lãng tấn công thành rồi, máy ném đá của hắn đã bắn ra 3 quả cầu sắt rồi. Tướng quân, tướng quân, Thù Yêu Nhi gục rồi. Không biết Thẩm Lãng đã dùng yêu phép gì mà Thù Yêu Nhi đã gục rồi. À, hình như chết rồi. Cánh cửa chủ phủ của nội triều thành đổ rồi. Thẩm Lãng có nội ứng, có nội ứng. Tướng quân, Thẩm Lãng dẫn quân vào phủ thành chủ rồi. Không ngờ Thẩm Lãng lại làm được thật, đúng là hệt như phụ thân suy đoán. Hắn thật sự đã giết Thù Yêu Nhi rồi. Sao hắn làm được? Thật đáng sợ, may là phụ thân liệu sự như thần. Nếu không thì hôm nay nội triều thành thật sự rơi vào tay Thẩm Lãng rồi. Một khi chính sự hoàn toàn thất bại, vậy thì việc làm ăn chính trị của phụ thân cũng chính thức kết thúc.